Ba Lan tiếp tục đùa với lửa khi muốn bắn hạ vật thể bay của Nga, lần này với lý do bảo vệ các nhà máy điện hạt nhân ở Ukraine Khi bầu cử Mỹ ngày càng đến gần, vấn đề nhiều người quan tâm là sau đó chính sách đối ngoại của Nhà Trắng với Trung Quốc sẽ như thế nào. Châu Phi và Trung Quốc vừa tổ chức xong hội nghị thượng đỉnh. Thông điệp xuyên suốt của đất nước tỷ dân tại đây là gì? Các vấn đề nóng bỏng khác trên toàn cầu. Anh và Ireland nỗ lực là mới lại quan hệ hỗn loạn ở Pháp khi Tổng thống Macron bổ nhiệm Thủ tướng mới. Chủ tịch Triều Tiên yêu cầu nâng cao sức mạnh hải quân. Indonesia xuất khẩu linh mục. Tất cả sẽ có trong chương trình An ninh trật tự 24 giờ ngay sau đây. kính chào mừng quý vị cùng đến với chương trình an ninh trật tự thế giới 24 giờ ngày hôm nay và sau đây là những nội dung nổi bật của chương trình xin mời quý vị cùng theo dõi theo Kiev Independent ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski mới đây một lần nữa cho biết nước này nên bắn hạ tên lửa Nga để bảo vệ các nhà máy điện hạt nhân tại Ukraine trước đó ông từng nhiều lần kêu gọi Ba Lan cần bắn hạ tên lửa Nga nếu chúng đi vào không phận lời kêu gọi của ông đã bị NATO phản đối cho rằng điều đó sẽ kích hoạt cuộc đối đầu trực tiếp với Nga Ông Sikorsky nói thêm, mọi thứ chỉ là bàn bạc. Đến nay, Ba Lan chưa bắn hạ bất kỳ vật thể bay nào của Nga. Trong lịch sử, Nga và Ba Lan có mối quan hệ nhiều gập kình. Hai bên liên tục chiến tranh và nước này kiểm soát lãnh thổ nước kia. Chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa là đến kỳ bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ. Các nhà hoạch định chính sách của nhiều cường quốc vẫn đang phân tích hướng đi của Washington sau năm 2024, nhất là liên quan tới Trung Quốc phó tổng thống và ứng viên đảng dân chủ kamala harris cung cấp rất ít manh mối về lập trường của bà với trung quốc bà chưa nêu đầy đủ quan điểm của mình về đất nước tỷ dân trong một bài phát biểu được theo dõi kỹ lưỡng sau khi bà chấp nhận đề cử tại Đại hội toàn quốc Đảng Dân chủ vào tháng 8, Phó tổng thống chỉ đề cập đến Trung Quốc một lần. Ngược lại, cựu tổng thống Donald Trump đã đề cập đến Trung Quốc 14 lần trong bài phát biểu của mình tại Đại hội toàn quốc Đảng Cộng hòa vào tháng 7. Theo chuyên gia Hiroyuki Akita viết trên Nikkei Asia, nếu bà Harris trở thành tổng thống, bà dự kiến sẽ tiếp tục chính sách đối ngoại của người tiền nhiệm ít nhất trong giai đoạn đầu trong vai trò phó tổng thống, bà đã thực hiện 17 chuyến công du nước ngoài, tích cực hỗ trợ nỗ lực ngoại giao của ông Biden. Năm 2022, bà Harris đã có cuộc nói chuyện ngắn với chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Thái Lan. Theo một quan chức cấp cao Hoa Kỳ, bà thường xuyên tham gia các cuộc họp tại Nhà Trắng về chiến lược của Hoa Kỳ với Trung Quốc nên đã thành thạo vấn đề ảnh hưởng đến quan hệ song phương. Tuy nhiên, bà Harris có thể tạo sự khác biệt ở mức độ nào đó để theo đuổi chương trình nghị sự của riêng mình. Theo một vài chuyên gia đối ngoại Hoa Kỳ thân cận với Đảng Dân chủ, khi định hình chiến lược đối phó Trung Quốc, bà Harris có thể dựa vào một số chính sách từ cựu tổng thống Barack Obama trong nhiệm kỳ thứ hai. Trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Obama từ 2013 đến 2017, quan hệ Hoa Kỳ Trung Quốc trở nên căng thẳng do hành động của Bắc Kinh ở Biển Đông cùng nhiều vấn đề khác. Tổng thống Obama quyết định chuyển nhiều nguồn lực quân sự hơn sang châu Á để chống lại mối đe dọa, mặc dù vậy ông tiếp tục tìm kiếm sự hợp tác với Bắc Kinh trong nhiều vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu và bệnh truyền nhiễm. Bà Harris có thể áp dụng lập trường đối đầu hơn với Trung Quốc so với tổng thống Obama, trong khi vẫn hợp tác đối phó thách thức chung, đây được gọi là chiến lược đối đầu hợp tác. Sắc thái trong chính sách Trung Quốc của ông Biden có khác biệt đáng kể. Ông coi Trung Quốc là đe dọa chính đối với các nền dân chủ, nhấn mạnh phải đoàn kết cùng đồng minh để giải quyết. Ông Biden cũng coi trọng đối thoại với Bắc Kinh để ngăn ngừa xung đột nhưng sẵn sàng áp đặt thuế quan và trừng phạt kinh tế nhằm hạn chế ảnh hưởng về công nghệ và quân sự của Trung Quốc trên thế giới. Lập trường này có một số điểm tương đồng với các tiếp cận của chính quyền Trump. Ông Biden bắt đầu sự nghiệp chính trị trong chiến tranh lạnh khi Hoa Kỳ lãnh đạo khối phương Tây chống lại Liên Xô. Kinh nghiệm này đã định hình tư duy của ông, thể hiện rõ trong cam kết duy trì vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ khi đối đầu với cả Trung Quốc và Nga. Ngược lại, bà Harris bắt đầu sự nghiệp tại Thượng viện vào năm 2016, gần một phần tư thế kỷ sau khi chiến tranh lạnh kết thúc. Và ba năm sau khi ông Obama tuyên bố Hoa Kỳ sẽ không còn là cảnh sát của thế giới, nhận thức được giới hạn của Hoa Kỳ, bà Harris có thể áp dụng cách tiếp cận thực dụng hơn. Nếu bà Harris làm tổng thống, một số vị trí chủ chốt trong nhóm chính sách đối ngoại có thể do cựu quan chức chính quyền Obama đảm nhiệm. Ứng ừ, cử viên hàng đầu để lãnh đạo nhóm này là cố vấn an ninh quốc gia hiện tại của bà, ông Philip Gordon ông Gordon đảm nhiệm một số vai trò quan trọng trong chính sách đối ngoại của Nhà Trắng thời Tổng thống Obama như trợ lý ngoại trưởng phụ trách vấn đề châu Âu và Á Âu. Ông cũng đóng vai trò lớn trong việc giải quyết nhiều thách thức ngoại giao như thỏa thuận hạt nhân Iran và khủng hoảng Syria. Chính sách với Trung Quốc của bà Harris có thể chịu ảnh hưởng từ người bạn đồng tranh cử là thống đốc Minnesota Tim Walz, người có kinh nghiệm sống ở Trung Quốc với tư cách là một giáo viên và hiểu biết về đất nước này. Tuy nhiên, ngay cả khi bà Harris theo đuổi cách tiếp cận đối đầu và hợp tác, vẫn chưa rõ liệu bà có thực hiện được hay không sự đồng thuận lưỡng đảng tại quốc hội hoa kỳ là nên cứng rắn với trung quốc hiện không chắc chính phủ trung quốc dưới thời ông tập cận bình sẽ hợp tác đến mức nào với chính quyền của bà harris còn nếu ông trump tái đắc cử thì sao nhóm vận động tranh cử của ông trump toàn những người theo chủ nghĩa diều hâu chống trung quốc ông trump đe dọa áp thuế 60% với hàng nhập từ trung quốc cùng nhiều biện pháp khác nhằm hạn chế ảnh hưởng của trung quốc trên toàn cầu tuy nhiên những người theo chủ nghĩa diều hâu của ông không thống nhất về vấn đề trung quốc theo một cựu quan chức chính quyền trump có ba phe riêng biệt. Nhóm đầu tiên muốn duy trì quyền lãnh đạo của Hoa Kỳ, ủng hộ đối đầu toàn cầu với Trung Quốc. Họ có thái độ thù địch với sự trỗi dậy về quân sự và công nghệ của đất nước tỷ dân. Nhóm này bao gồm Thượng nghị sĩ Marco Rubio, cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo và cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Robert O'Brien. Nhóm thứ hai tập trung hơn vào vấn đề trong nước, nhằm giải quyết mối đe dọa từ Trung Quốc trong lòng nước Mỹ. Nhóm này thường được gọi là Phe Maga, theo khẩu hiệu đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại của ông Trump bao gồm những nhân vật như ứng cử viên phó tổng thống J.D. Vance. Họ tập trung vào những quan ngại như mất việc làm do hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, gián điệp công nghiệp và ảnh hưởng của Trung Quốc với dư luận Hoa Kỳ. Các chính trị gia hướng nội này thường ít ủng hộ vấn đề quốc tế như cuộc chiến của Ukraine chống lại Nga. Nhóm thứ ba chiếm vị trí trung dung giữa hai nhóm kia Mặc dù thừa nhận Trung Quốc là mối đe dọa, nhưng họ dường như tin rằng Hoa Kỳ chỉ nên đối đầu với nước này ở những lĩnh vực thiết yếu về chiến lược. Ví dụ, Washington ưu tiên bảo vệ Đài Loan, trong khi vấn đề Ukraine để châu Âu giải quyết. Ông Richard Grenell, người từng là quyền giám đốc tình báo quốc gia trong chính quyền Trump, được coi là thành viên nhóm này. Cuối cùng, chính sách của Washington với Trung Quốc dưới thời ông Trump nhiệm kỳ 2 sẽ được định hình bởi phe mà ông liên kết. Ông có thể chọn giữ nguyên cả ba nhóm, điều chỉnh lập trường dựa trên phản ứng của Trung Quốc. Theo nhiều chuyên gia, xét đến quan điểm khác nhau giữa nhóm tập trung duy trì quyền lãnh đạo của Hoa Kỳ và phe MAGA thiên nội địa, cùng với hành vi thất thường của ông Trump, rất có thể chính sách với Trung Quốc nhiệm kỳ thứ hai sẽ khó đoán cũng như trong nhiệm kỳ đầu. Hoa Kỳ mới đây đã cảnh báo về những rủi ro ngày càng tăng đối với doanh nghiệp hoạt động tại Hồng Kông, cho biết các hoạt động thường ngày có thể vi phạm quy định an ninh quốc gia của Trung tâm Tài chính. Trung Quốc đồng ý cách tiếp cận một quốc gia hai chế độ đối với Hồng Kông khi lãnh thổ này được Anh trao trả năm 1997. Chính quyền Trung ương đã siết chặt từ sau những cuộc biểu tình lớn năm 2019. Cơ quan lập pháp không có phe đối lập ở Hồng Kông vào tháng 3 năm 2024 đã thông qua xác lệnh quy định mức án lên đến trung thân đối với tội danh như không trung thành hay nổi loạn cập nhật một khuyến cáo kinh doanh, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói những rủi ro mới đang gia tăng đối với không ít công ty hoạt động tại đặc khu kinh tế của Trung Quốc này. Khuyến cáo có đoạn nội dung mơ hồ của luật và các hành động trước đây của chính phủ đặt ra câu hỏi về rủi ro liên quan đến hoạt động thường ngày của doanh nghiệp. Khuyến cáo cho biết các hoạt động thường ngày như vậy có thể gồm nghiên cứu về chính trị, duy trì quan hệ với giới chức địa phương, nhà báo và tổ chức phi chính phủ. Báo cáo cũng cho biết khác biệt đang thu hẹp giữa Hồng Kông và Trung Quốc đại lục. Theo luật mới ban hành, chính quyền Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Trung Quốc đại lục dường như có toàn quyền xem nhiều loại tài liệu, dữ liệu, số liệu thống kê cũng như bắt giữ và truy tố công dân nước ngoài ở Hồng Kông nếu có cáo buộc. Quan chức số 2 Hồng Kông Eric Chan cho biết hôm 7 tháng 9 rằng, khuyến cáo của Hoa Kỳ là nỗ lực nhằm ngăn chặn sự trỗi dậy của Trung Quốc. Ông khẳng định các vụ án an ninh quốc gia được xử lý công bằng tại tòa. Luật an ninh quốc gia được ban hành trong thời gian dài, tất cả đều thấy Hồng Kông chưa bao giờ bắt giữ doanh nhân nào vô cớ. Lãnh đạo Hồng Kông John Lee cũng bảo vệ sắc lệnh mới này như một động thái nhằm ngăn chặn bạo lực sau các cuộc biểu tình rầm rộ năm 2019. Trung Quốc có mục tiêu rõ ràng khi tiếp đón đại biểu từ hơn 50 quốc gia châu Phi tham dự hội nghị thượng đỉnh tại Bắc Kinh vào tuần rồi. Theo CNN, mục tiêu chứng minh không còn nghi ngờ gì nữa. Trung Quốc là đối tác nước ngoài hàng đầu của lục địa đen lãnh đạo Trung Quốc đã đưa ra lập luận một cách trang trọng khi đón tiếp phái đoàn châu Phi và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc tại Đại lễ đường Nhân dân. Ông cam kết nâng cao mối quan hệ Trung Quốc-Châu Phi thành cộng đồng tương lai chung trong mọi điều kiện. Đây là vị thế đất nước tỷ dân thường dành cho đồng minh ngoại giao thân thiết nhất. Ông cũng đưa ra một loạt lời hứa với châu lục này sẽ thực hiện trong 3 năm tới như hỗ trợ hơn 50 tỷ đô la Mỹ, tạo ra một triệu việc làm, hàng chục triệu đô la Mỹ viện trợ lương thực trong khi vẫn thúc đẩy hợp tác về công nghiệp, nông nghiệp, cơ sở hạ tầng thương mại và đầu tư. Các lãnh đạo gồm Cyril Ramaphosa từ Nam Phi, William Ruto từ Kenya và Bola Tinubu từ Nigeria nằm trong số hơn 50 phái đoàn châu Phi đến Trung Quốc để họp thượng đỉnh. Bắc Kinh ca ngợi hội nghị lần này là cuộc họp ngoại giao lớn nhất trong nhiều năm. Lời đề nghị của chủ tịch Trung Quốc với châu Phi diễn ra khi nước này đang giảm đầu tư vào lục địa đen trong bối cảnh kinh tế nội địa ảm đạm. Ngoài ra, còn có chỉ trích từ phương Tây rằng các khoản vay hoạt động như bẫy nợ khiến nước đi vay oan mình trả lãi. Hiện tại, Hoa Kỳ và nhiều cường quốc khác đang nỗ lực hợp tác với châu Phi để hỗ trợ khai thác tài nguyên khoáng sản một cách bền vững, cũng như chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc. Tài nguyên của châu Phi được coi là tối cần thiết trong quá trình phát triển kinh tế xanh. Diễn đàn này, 3 năm tổ chức một lần, đã kết thúc hôm 6 tháng 9. Đây là cơ hội quan trọng để Trung Quốc truyền tải thông điệp tới lục địa đen, nơi sự ủng hộ của họ ngày càng quan trọng với Bắc Kinh khi đối đầu gia tăng với phương Tây. Trong bài phát biểu bế mặt, Chủ tịch Trung Quốc cam kết hỗ trợ 30 dự án kết nối cơ sở hạ tầng. Trung Quốc cũng sẽ khởi động 30 dự án năng lượng sạch nhằm biến thị trường châu Phi thành điểm đến cho hàng hóa Trung Quốc, như tấm pin mặt trời và xe điện. Nhiều thỏa thuận quan trọng cũng được ký tại hội nghị. Trung Quốc, Zambia và Tanzania ký biên bản cùng nhau hồi sinh tuyến đường sắt Tanzania-Zambia. Nigeria và Trung Quốc thì cùng phát triển giao thông vận tải, cảng và khu thương mại tự do. Tuy nhiên, cam kết hỗ trợ 50 tỷ đô la Mỹ của Trung Quốc thông qua nhiều hình thức khác nhau có vẻ kém mạnh mẽ hơn so với trước. Bà Jun Sun, chuyên gia tại Stimson Center ở Washington nói nó không phải không đáng kể, nhưng nếu xem xét chi tiết, nó không còn ấn tượng như trước nữa. Số tiền này sẽ được phân bổ cho nhiều quốc gia trong nhiều lĩnh vực khác nhau như y tế và công nghệ xanh, nghĩa là tiền dành cho cơ sở hạ tầng sẽ giảm trên diện rộng. Lãnh đạo châu Phi đến Trung Quốc được cho là để tìm kiếm đầu tư thương mại và hỗ trợ công nghiệp hóa để tạo việc làm. Họ dự kiến sẽ theo dõi chặt chẽ việc thực hiện những lời hứa của Trung Quốc. Giới phân tích cho biết, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc thực hiện dự án không công khai số liệu nên khó nhận định. Cuộc họp năm nay diễn ra trong bối cảnh một số quốc gia châu Phi chật vật với nợ nước ngoài, có cả vay từ Trung Quốc. Nợ nước ngoài của châu Phi đặc biệt tăng mạnh từ khi COVID-19 bùng phát, khiến kinh tế xã hội khó khăn chồng chất. Thực tế này, cộng với kinh tế Trung Quốc ảm đạm được cho là làm giảm nhu cầu vay thêm từ châu Phi. Ngay cả trước đại dịch, Trung Quốc đã giảm đổ vốn vào những dự án cơ sở hạ tầng lớn ở châu Phi để chuyển sang đầu tư nhỏ vào các dự án nhỏ. Trong bài phát biểu, Chủ tịch Trung Quốc làm nổi bật những dự án này trong thời gian tới, nhưng không đề cập tới khoản nợ châu Phi đang oằn mình trả lại. Thay vào đó, lãnh đạo Trung Quốc mô tả châu Phi từng chịu bất công trong lịch sử như bị bóc lột để làm giàu cho phương Tây. Điều này có thể để kéo châu Phi ủng hộ Trung Quốc trong cuộc cạnh tranh địa chính trị với phương Tây. Lãnh đạo Trung Quốc khẳng định nước này và châu Phi sẽ cùng nhau tạo ra làn sóng hiện đại hóa. Giới quan sát cho biết Trung Quốc coi sự ủng hộ của châu Phi là rất quan trọng đối với ước mơ thay thế Hoa Kỳ trong tương lai. Đây là động lực thúc đẩy Trung Quốc tăng cường gắn kết với châu Phi. Bên kia, G7 cũng khởi động chương trình tài trợ phát triển cơ sở hạ tầng cho châu Phi. Hoa Kỳ cũng nhiều lần khuyến nghị châu Phi nên lựa chọn những khoản đầu tư an toàn và hỗ trợ phát triển bền vững. Bộ trưởng Ngoại giao Senegal Ông Yassin Fong cho biết, sẽ luôn có sự cạnh tranh toàn cầu, nhưng người châu Phi ngày nay dường như có quan điểm Trung Quốc đứng về phía mình. Điều này không có nghĩa là chúng tôi giảm hợp tác với Hoa Kỳ và đối tác khác. Thủ tướng Anh Keir Starmer vừa có chuyến thăm tới Ireland. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một thủ tướng Anh trong 5 năm qua. Ông cam kết thiết lập lại mối quan hệ hậu Brexit bị tổn thương giữa hai nước láng giềng. Chuyến thăm được phố Downing mô tả là thời khắc lịch sử của quan hệ Anh-Ireland báo hiệu sự ấm lên sau nhiều căng thẳng dưới thời chính phủ bảo thủ của anh trước đây. Người đồng cấp Ireland Simon Harris chào đón ông Saumer đến Dublin, bắt tay và tạo dáng chụp ảnh trước khi tiến hành đàm phán. Thủ tướng chủ nhà Harris nói: "Hôm nay chúng tôi có mặt tại Dublin để làm rõ việc thiết lập lại quan hệ thực sự trong như thế nào theo nghĩa thực tế đối với công dân trên cả hai hòn đảo. Tôi chắc rằng nó phải được lồng ghép vào những thứ như hòa bình, thịnh vượng, tôn trọng và tình bạn. Ông Summer nói thêm, thiết lập lại quan hệ thực sự quan trọng với chính phủ Anh hiện nay, nó có ý nghĩa sâu sắc. Sau đàm phán, văn phòng của ông Summer đưa ra tuyên bố cho biết hai lãnh đạo lưu ý mối quan hệ phức tạp hiện có giữa hai nước, nhưng khẳng định muốn cải thiện, nhất là về thương mại và đầu tư để thúc đẩy tăng trưởng. Theo hướng này, cả hai đồng ý tổ chức hội nghị thượng đỉnh Anh ireland vào tháng 3 năm sau. Hội nghị sẽ tạo điều kiện hợp tác trong các lĩnh vực quan trọng cả hai cùng quan tâm như an ninh, khí hậu, thương mại và văn hóa. Hai nhà lãnh đạo đều lên án các cuộc bạo loạn gần đây ở Anh và Ireland, đồng ý tăng cường hợp tác để giải quyết thông tin sai lệch. Họ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của thỏa thuận Good Friday Agreement, tức Hiệp định Hòa bình mang tính bước ngoặt năm 1998, chấm dứt nhiều thập kỷ bạo lực tôn giáo tại Bắc Ireland. Ông Harris, người trở thành thủ tướng Ireland vào tháng 4 năm 2024, là lãnh đạo quốc tế đầu tiên được ông Stammer tiếp đón tại Vương quốc Anh sau chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử tháng 7. Khi đó, cả hai trò chuyện bên những cốc bia Guinness, thức uống quốc gia của Ireland, tại dinh thự của thủ tướng Anh ở phía tây bắc London. Tập trung vào thiết lập lại quan hệ Anh-Ireland, đánh dấu sự thay đổi đáng kể về ngôn ngữ sau nhiều năm chứng kiến căng thẳng giữa Dublin và London. Người Anh đã bỏ phiếu để rời khỏi Liên minh Châu Âu trong cuộc trưng cầu dân ý năm 2016. Nước này cuối cùng rời khỏi khối vào năm 2020 sau thời gian dài chia rẽ chính trị và bế tắc. Việc Anh rời EU được cho là làm mất ổn định mối quan hệ với Ireland, thành viên EU và là láng giềng gần gũi của Vương quốc Anh. Sau cuộc gặp hôm 7 tháng 9, hai thủ tướng Stammer và Harris đã đi xem trận đấu bóng đá giữa Ireland và Anh thuộc giải Nations League. Hàng ngàn người đã xuống đường biểu tình khắp nước Pháp vào thứ Bảy 7 tháng 9 vừa qua, làm theo lời kêu gọi từ lãnh đạo của đảng cánh tả, phản đối việc Tổng thống Emmanuel Macron bổ nhiệm ông Michel Barnier, một chính trị gia theo xu hướng bảo thủ, làm thủ tướng mới. Lời kêu gọi biểu tình được đưa ra bởi ông Jean-Luc Mélenchon, lãnh đạo đảng nước Pháp không khuất phục LFI, đảng lớn nhất trong liên minh cánh tả mặt trận bình dân mới NFP. Ông Melenchon lên án quyết định của Tổng thống Macron bổ nhiệm cựu chuyên gia đàm phán Barnier làm thủ tướng là làm ngơ ý chí của người dân và cảnh báo cuộc đấu tranh chính trị sẽ kéo dài. Lãnh đạo cánh tả kêu gọi người dân tiếp tục xuống đường để phản đối chính quyền. Tại Paris, hàng nghìn người đã tập trung tại quảng trường Bastille, nơi căng thẳng gia tăng giữa người biểu tình và lực lượng cảnh sát. Các cuộc của tuần hành tương tự cũng diễn ra tại nhiều thành phố lớn khác bao gồm Nice và Nantes với mục tiêu bày tỏ sự bất mãn đối với chính sách của tổng thống Macron. Việc bổ nhiệm ông Barnier được xem như nỗ lực của tổng thống Macron nhằm ổn định tình hình chính trị sau khi cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 7 không mang lại thế đa số cho bất kỳ khối nào. Quốc hội hiện tại bị chia rẽ sâu sắc giữa ba khối: Liên minh cánh tả, phe cực hữu RN và phe trung dung của ông Macron. Điều này đã khiến việc thành lập một chính phủ ổn định trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Ở tuổi 73, ông Michel Barnier là thủ tướng lớn tuổi nhất trong lịch sử nền đệ ngũ cộng hòa Pháp hiện đại. Ông thay thế Gabriel Attal, người được bổ nhiệm 8 tháng trước ở tuổi 34. Ông Attal buộc phải từ chức sau khi chính phủ trung dung của tổng thống Macron thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 7. Dù ông Bania có nhiều kinh nghiệm chính trị, nhưng việc bổ nhiệm được cho là không đảm bảo giải quyết được khủng hoảng. Ông Bania cho biết, ông hy vọng sẽ thành lập một chính phủ phản ánh quan điểm đa chiều, nhưng được dự đoán vẫn phải đối mặt với sự bất mãn của người dân trong bối cảnh chính trị đầy thách thức. Lãnh đạo Kim Jong-un đã nhấn mạnh tầm quan trọng của tăng cường sức mạnh hải quân trong chuyến thị sát công trường xây dựng một căn cứ. Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA vừa đưa tin vào ngày 8 tháng 9, ông Kim nói, Chúng ta sắp sở hữu tàu chiến mặt nước và tàu ngầm lớn, không thể neo đậu ở cảng hiện có. Xây dựng một căn cứ hải quân để vận hành tàu chiến lớn trở thành nhiệm vụ cấp bách. Ngoài ra, còn là nhu cầu xây dựng một cảng hải quân có khả năng vận hành hệ thống vũ khí của tàu chiến, hệ thống phòng không và phòng thủ bờ biển. Theo ông Kim, lợi thế vị trí của căn cứ đang xây này có tính đặc biệt chiến lược. Vị trí cụ thể của căn cứ đang xây không được tiết lộ trong bản tin. Một phân tích hình ảnh vệ tinh gần đây của 38 North chỉ ra, tàu ngầm tên lửa đạn đạo SSB mới nhất của Triều Tiên là lớp Sinpo C đang trải qua giai đoạn lắp ráp tại xưởng đóng tàu Sinpo South. Trong chuyến thăm khác đến một xưởng đóng tàu, ông Kim ra lệnh tăng đầu tư vào dự án đóng tàu, đặt nền móng cho sự phát triển của ngành đóng tàu theo đúng tiến độ. Hôm 8 tháng 9, KCNA cũng đưa tin về chuyến thăm của ông Kim đến một doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng. Ông nhấn mạnh nhu cầu sản xuất đạn dược hiện đại hơn để đảm bảo hiệu suất của các loại khí tài mới được phát triển. Sau đó, ông đi kiểm tra ở một học viện pháo bình. Tin nóng tại Mỹ, một cuộc truy nã nghi phạm đang diễn ra sau vụ tấn công bằng súng nghiêm trọng trên đường cao tốc khu vực nông thôn thuộc hạt Laurel, bang Kentucky. Vụ việc khiến ít nhất 7 người bị thương, gồm những nạn nhân bị bắn và những người gặp tai nạn giao thông trong lúc sự việc diễn ra. Nhà chức trách đang tích cực tìm kiếm nghi phạm được cho là có vũ trang và nguy hiểm. Vụ tấn công xảy ra vào chiều 7 tháng 9 gần đường cao tốc I-75, cách thành phố London khoảng 14,5 km về phía bắc. Hồi gần 6 giờ chiều, cảnh sát khu vực nhận được thông báo về nhiều xe đang di chuyển trên đường cao tốc bị trúng đạn. Theo các nhân chứng, các phát đạn có thể được bắn từ một khu vực có nhiều cây cối hoặc từ cầu vượt. Lực lượng cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường phong tỏa cao tốc khoảng 3 giờ để đảm bảo an toàn và điều tra vụ việc. Cảnh sát đã xác định nghi phạm chính trong vụ xả súng là Joseph A. Couch, 32 tuổi, người da trắng, cao khoảng 1m78 và nặng khoảng 70kg. Người này được mô tả là có vũ trang và cực kỳ nguy hiểm. Nhà chức trách cảnh báo người dân không nên tiếp cận nghi phạm nếu phát hiện hắn, kêu gọi mọi người cung cấp thông tin qua trung tâm 911 nếu biết nơi nghi phạm đang lẫn trốn. Hiện lực lượng cảnh sát và đội cứu hỏa đang tiếp tục tìm kiếm nghi phạm trong khu vực gồ ghề và nhiều cây cối. Địa hình này đang gây cản trở cho công tác truy lùng, nhưng lực lượng chức năng khẳng định sẽ tiếp tục theo sát và xử lý tình hình. Thành phố Linden của bang Kentucky, nơi xảy ra vụ việc, là một thành phố nhỏ với khoảng 8.000 dân. Sự việc đã gây chấn động cộng đồng địa phương. Người dân được khuyến cáo ở trong nhà, khóa cửa và cảnh giác cho đến khi nghi phạm bị bắt giữ. Vụ tấn công bằng súng ở hạt Lolo nêu trên xảy ra cách vài ngày sau một loạt các vụ bạo lực súng đạn nghiêm trọng khác tại Hoa Kỳ, bao gồm vụ nam sinh 14 tuổi bắn 4 người thiệt mạng tại một trường trung học ở bang Georgia và một vụ bắn trên cao tốc ở khu vực Seattle, bang Washington. Một vụ việc tìm kiếm người mất tích đã trở thành cuộc điều tra giết người sai trái khi cảnh sát áp dụng những phương pháp ép cung gây tranh cãi với nghi phạm. Phóng viên CNN vừa có video tư liệu quá trình cảnh sát tra hỏi nghi phạm đưa cả chó vào phòng thẩm vấn. Tháng 8 năm 2018, Tom Perez đã gọi cảnh sát Fontana, bang California, nước Mỹ để tìm kiếm người cha già mất tích của mình. Nhưng thay vì nhận được sự hỗ trợ, anh lại trở thành nghi phạm trong một cuộc điều tra giết người chưa từng xảy ra. Cảnh sát tin rằng cha của Perez đã bị giết tại nhà dựa trên bằng chứng về đồ đạc bị hỏng và vết máu. Dù Perez giải thích rằng đó là do sửa chữa nhà, cảnh sát vẫn thẩm vấn anh liên tục trong 17 giờ. Khi không thể có được lời thú tội, cảnh sát đã sử dụng bản thân của Perez để thuyết phục anh nhận tội nhưng không thành công. Sau đó họ còn mang chó cưng của Perez là Mago vào phòng thẩm vấn để gây áp lực gợi ý rằng con chó có thể bị tiễn đi xa vì đã chứng kiến sự kiện kinh hoàng này. Trong cơn đau khổ tinh thần, Perez buộc phải thừa nhận một tội ác mà anh không hề phạm phải. Chỉ sau vài ngày, cảnh sát mới phát hiện ra rằng cha của Perez vẫn an toàn và đang chuẩn bị bay đến thăm em gái. Tuy nhiên, suốt thời gian đó, Perez đã bị giữ trong tình trạng tâm lý cực kỳ căng thẳng, thậm chí cố tự tử vì không thể chịu đựng được sức ép buộc từ cảnh sát. Sau đó, Perez đã đệ đơn kiện thành phố Fontana và đạt được thỏa thuận bồi thường 900.000 đô la Mỹ. Mặc dù vậy, những cảnh sát tham gia không bị kỷ luật và một số thậm chí còn được thăng chức. Vụ việc này đã làm dấy lên những câu hỏi về việc sử dụng các phương pháp điều tra phi đạo đức của cảnh sát, như việc sử dụng cả chó cưng của nghi phạm để tạo áp lực tâm lý. Một trùm băng đảng chất cấm bị tình nghi có liên quan đến vụ mất tích của 43 sinh viên đại học một thập kỷ trước vừa bị bắt tại Mexico sau khi được thả khỏi tù năm 2019. Đối tượng Guidado Lopez Asturillo biệt danh là El Gil, là thủ lĩnh của băng đảng Guerreros Unidos, bị cáo buộc đứng sau vụ mất tích của một số sinh viên từ trường cao đẳng sư phạm Ayotzinapa năm 2014. Lopez Asturillo bị bắt tháng 9 năm 2015 tại thành phố Taxco. Bang Guerrero, thị trấn Iguala, nơi các sinh viên mất tích khoảng 35 km về phía Bắc. Một nguồn tin an ninh liên bang cho các phóng viên biết, đối tượng Lopez Astudillo vừa được chuyển đến nhà tù có an ninh tối đa Antiplano ở tiểu bang Mexico. Ông bị bắt vì phạm tội có tổ chức, mặc dù cuộc điều tra có thể được mở rộng. Tháng 9 năm 2014, 43 sinh viên biểu tình ở thủ đô Mexico City thì bị mất tích. Các nhà điều tra tin rằng họ bị bắt cóc bởi băng đảng thông đồng với cảnh sát. Hoàn cảnh chính xác về vụ mất tích vẫn chưa được sáng tỏ, nhưng một ủy ban sự thật do chính phủ thành lập coi vụ án là tội phạm nhà nước, nói rằng quân đội phải chịu trách nhiệm. Hàng chục nghi phạm đã bị bắt bao gồm cả quân nhân và một cựu tổng trưởng lý. Lopez Astudillo được thả năm 2019, đồng thái bị gia đình những sinh viên mất tích lên án sau khi một thẩm phán phát hiện ra rằng bằng chứng chống lại ông này được thu thập bất hợp pháp. Vụ bắt giữ mới nhất diễn ra trong bối cảnh người thân của các sinh viên đang chuẩn bị biểu tình để tưởng niệm ngày mất tích của họ. Ngày 8 tháng 9 năm 2023, Maroc hứng chịu trận động đất mạnh gần 7 độ Richter, lớn nhất trong hơn 120 năm qua ở quốc gia châu Phi này. Chính phủ Maroc cho biết hơn 2.900 người đã thiệt mạng và hơn 55.000 tòa nhà bị hư hại. Hãng tin Bloomberg ngày 12 tháng 9 năm 2023 đưa tin, Thủ tướng Maroc Aris Akhanoj đã cam kết hỗ trợ những người sống sót sau động đất, bao gồm hỗ trợ tài chính cho việc tái thiết nhà cửa và trường học. Theo đó, chính phủ sẽ xây dựng lại ít nhất 30.000 ngôi nhà, 500 trường học bên cạnh bệnh viện, đường xá và cơ sở hạ tầng khác. Nhưng đến nay, các quan chức cho biết chỉ có 1.000 công trình nhà ở được xây dựng lại. Những người sống sót sau trận động đất phần lớn vẫn sống trong điều kiện tồi tệ tại nơi trú ẩn sau một năm sau thảm họa. Các nhân viên cứu trợ đang kêu gọi tiếp tục hỗ trợ quốc tế. Liên đoàn Chữ Thập Đỏ, Tổ chức Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Quốc tế IFRC và người dân trong khu vực cho biết, quá trình tái thiết đang diễn ra chậm chạp do khả năng tiếp cận một số khu vực còn kém và thiếu kinh phí. Họ cho biết những người sống sót đang phải chịu đựng cái nóng khắc nghiệt và mưa lớn trong điều kiện ngoài trời. Đại diện địa phương của IFRC cho biết một số người sống sót cảm thấy thế giới đã lãng quên họ vì cuộc xung đột ở Gaza đã thu hút sự chú ý của toàn cầu ngay sau trận động đất ở Maroc. Người đại diện này yêu cầu cộng đồng quốc tế tưởng nhớ gần 3.000 người thiệt mạng do thảm kịch và cho biết phải mất rất lâu nữa những nạn nhân còn sống sót mới có thể trở lại cuộc sống bình thường. Tại hòn đảo Flores của Indonesia, cách Bali khoảng 800 km về phía đông, mỗi ngày có hàng chục người đàn ông mặc áo choàng trắng mang theo những cuốn sách thánh ca và đàn guitar đến nhà thờ trên đỉnh đồi. Những người đàn ông này đang trong quá trình đào tạo để trở thành linh mục công giáo. Dù chỉ một phần nhỏ trong số họ sẽ được phong chức, nhưng hiện tại Indonesia, quốc gia hồi giáo lớn nhất thế giới, lại đào tạo rất nhiều linh mục đến mức nhiều người phải ra nước ngoài để tiếp tục sứ mệnh tôn giáo trong quá khứ các nhà truyền giáo công giáo từ châu Âu thường đến Indonesia, nhưng giờ đây dòng chảy đã đảo ngược khi chính Indonesia là nơi xuất khẩu các linh mục đến nhiều quốc gia khác. Công giáo lần đầu tiên đến đảo Flores vào thế kỷ 16 khi người Bồ Đào Nha trong hành trình tìm kiếm nguồn gia vị đã tiến về phía đông mang theo thương nhân và nhà truyền giáo. Khoảng 200 năm sau, người Hà Lan đã thuộc địa hóa phần lớn quần đảo, sau này được gọi là Đông Ấn Hà Lan. Người Hà Lan theo đạo thiên lành và cấm công giáo, nhưng họ áp dụng chính sách không can thiệp ở những nơi xa xôi như Flores. Giáo hội Công giáo La Mã nhận ra tầm quan trọng của Indonesia và nhiều quốc gia ở Nam Bán Cầu đối với tương lai của mình. Hai năm trước, giáo hoàng Francisco tuyên bố rằng, để tìm kiếm ơn gọi, chúng ta sẽ đến một hòn đảo nào đó ở Indonesia. Ông không chỉ rõ địa điểm nhưng gần như chắc chắn nhắc đến đảo Flores, nơi có khoảng 70% trong số 2 triệu cư dân theo Công giáo. Tại đây trên một ngọn đồi hẻo lánh gọi là Ledan Lero, Chủng viện lớn Thánh Phaolô được thành lập vào năm 1937. Năm nay, Chủng viện dự kiến sẽ phong chức gần 50 linh mục thuộc dòng ngôi lời, một dòng tu công giáo tập trung vào công tác truyền giáo. Trong nhiều năm qua, nơi đây đã gửi hơn 500 học viên của mình đến các nơi khác trên thế giới như Hoa Kỳ, Úc và Mỹ Latin. Dòng ngôi lời được thành lập bởi một linh mục người Đức ở Hà Lan, đến Flores vào năm 1912 cùng các nhà truyền giáo người đứng đầu dòng tu này và là đại diện của dòng tại vatican là một người gốc đảo flores flores cũng là một trong những tỉnh nghèo nhất của indonesia nhưng theo cha joseph keladu người đứng đầu chủng viện lớn thánh Phaolô, nghèo đói không phải là lý do duy nhất khiến các chàng trai trẻ ở đây chọn con đường trở thành linh mục ông giải thích rằng công giáo đã ăn sâu vào văn hóa nơi đây các linh mục được tôn kính và các buổi lễ thường đông đúc giáo dân dạy giáo lý tình nguyện trong ca đoàn hoặc giúp đỡ người bệnh một gia đình sẽ cảm thấy vô cùng tự hào nếu con trai họ trở thành linh mục. Giáo hoàng Francisco đã đáp xuống Jakarta, thủ đô Indonesia trong chuyến tông du khu vực châu Á Thái Bình Dương, nhưng ông đã không đến được đảo Flores do sức khỏe yếu. Một phần trong chương trình nghị sự của ông là thúc đẩy đối thoại liên tôn giáo tại Indonesia, nơi sự hài hòa giữa người hồi giáo và Công giáo đang chịu áp lực Tuần qua, thế giới chứng kiến hàng loạt sự kiện quan trọng, từ các cuộc xung đột quân sự, khủng hoảng nhân đạo đến hoạt động văn hóa đầy sắc màu. Tất cả được ghi lại qua ống kính của phóng viên Reuters trên khắp thế giới. Mời quý vị cùng theo dõi. Tại Israel, tang lễ của Eden Jerusalem, một con tin bị bắt giữ và thiệt mạng ở Gaza, đã thu hút sự chú ý lớn khi mẹ của nạn nhân bị xúc động mạnh. Một tấm bản với dòng chữ Xin lỗi Eden thể hiện sự tiếc nuối và đau đớn của gia đình khi tiễn đưa cô về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong khi đó, ở giải Gaza, học sinh Palestine vẫn tiếp tục học tập trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt. Một lớp học tạm bỡ trên ngôi nhà bị đổ nát của giáo viên Isra Abu Mustafa tại Khan Yunis cho thấy sự kiên cường của người dân nơi đây, dù chiến tranh đang gây ra nhiều tổn thất nặng nề. Hình ảnh một bé gái Palestine được uống vaccine chống bại liệt ở Khan Yunis, giải Gaza, Israel và Hamas đã đồng ý tạm dừng giao tranh cục bộ để các nhân viên y tế có thể tiêm vaccine bại liệt ở Gaza. Tuần qua, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã có thể cung cấp vaccine cho hơn 161.000 trẻ em nơi đây chỉ trong 2 ngày. Ở một diễn biến khác tại Tul-Kham, thuộc bờ Tây bị chiếm đóng, một người đàn ông cầm cờ Palestine đối đầu với các phương tiện quân sự của Israel trong một cuộc đột kích, biểu hiện rõ sự đối kháng giữa hai bên. Cách đây hơn chục ngày, quân đội Israel tiến hành một trong những hoạt động mạnh nhất ở bờ Tây trong nhiều năm, thực hiện các cuộc đột kích, sang phẳng công trình và tiến hành các cuộc không kích. Bên cạnh đó, tại Tel Aviv, cảnh sát sử dụng voi rồng để giải tán đám đông biểu tình muốn giải thoát con tin bị bắt cóc trong cuộc tấn công ngày 7 tháng 10, thể hiện sự căng thẳng chính trị leo thang tại Israel. Tại Ukraine, một vụ tấn công tên lửa của Nga làm bùng lên một vụ nổ lớn trên bầu trời Kiev. Kiev cáo buộc Nga sử dụng hai tên lửa Iskander trong vụ tấn công. Hôm 5 tháng 9, Cơ quan Tình trạng Khẩn cấp Ukraine cho biết 54 người đã chết và 297 người bị thương trong vụ tấn công. Xa hơn ở eo biển Anh, người di cư cố gắng vượt biển để đến Anh, vẫn đối mặt với sự truy quét của cảnh sát Pháp. Trên một bãi biển tại Wimmeros, Pháp, cảnh sát Pháp tuần tra để ngăn chặn những người di cư lên thuyền hơi tìm cách vượt qua eo biển nguy hiểm này. Trong khi đó, ở Brazil, cháy rừng tiếp tục hoành hành ảnh hưởng nghiêm trọng đến rừng quốc gia Brasilia khi những đám cháy lan rộng khắp khu vực. Ba trong số sáu hệ sinh thái lớn của Brazil, bao gồm Amazon, Pantanal và Cerrado đã phải đối mặt với những đợt cháy rừng nghiêm trọng từ đầu năm nay với mức độ cháy cao nhất trong gần 20 năm qua. 3.000 lính cứu hỏa đang nỗ lực kiểm soát các đám cháy và lo ngại tình hình có thể trở nên tồi tệ hơn từ nay đến tháng 10. Cũng tại Brazil, đợt hạn hán tồi tệ nhất trong lịch sử đã làm cạn kiệt dòng sông Madeira, tạo ra những cồn cát khổng lồ. Điều này không chỉ gây ảnh hưởng đến môi trường mà còn đe dọa đến cuộc sống của hàng triệu người dân địa phương. Một người đàn ông lội qua dòng nước lũ cùng với đàn vịt cưng của mình trong cơn bão nhiệt đới Yagi mang lại một khoảnh khắc bình dị và hy vọng giữa tương lai. Trong tuần qua, siêu bão Yagi đã quét qua tỉnh Hải Nam và Quảng Đông của Trung Quốc trước khi tiến vào miền Bắc Việt Nam. Bão Yagi đã tăng gấp đôi sức mạnh kể từ khi cướp đi sinh mạng của 16 người ở miền Bắc Philippines đầu tuần này. Không chỉ các sự kiện căng thẳng, tuần qua cũng ghi nhận những khoảnh khắc sôi động và đầy màu sắc như lễ hội diễu hành ở Tây Ấn tại Brooklyn, New York, nơi người dân địa phương khoác lên mình những trang phục rực rỡ, tham gia vào các hoạt động vui nhộn đây là sự kiện văn hóa quan trọng được tổ chức hàng năm vào ngày lao động Labor Day tại Mỹ, tức là vào thứ hai đầu tiên của tháng 9, một trong những lễ hội văn hóa lớn nhất của cộng đồng người Caribe tại xứ Cờ hòa. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin an ninh trật tự 24 giờ ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.